Hãy tìm hiểu về cấu trúc xe cảnh sát và lắp ráp xe nhé. Đầu tiên, hãy lắp khung xe. Đây là bộ phận cơ bản của một chiếc xe. Khung xe sẽ hỗ trợ các bộ phận khác. Khung gầm bao gồm bánh xe, hệ thống lò xo và phanh. Hãy cùng lắp vào xe nào. Cần có các bánh xe giúp xe chuyển động trên đường. Hệ thống giảm sốc giúp cho xe không bị lắc và phanh được dùng để dừng xe. Hãy cùng lắp động cơ và pin nào. Động cơ làm cho các bánh xe quay để xe có thể di chuyển, và pin giúp khởi động động cơ và cung cấp năng lượng cho đèn pha, bộ điều khiển và các hệ thống khác. Giờ hãy lắp bình xăng. Bình xăng chứa xăng xe hoặc nhiên liệu khác. Hãy lắp đặt nội thất xe nào. Đây là không gian nội thất chính của xe để hành khách và người lái ngồi. Đây là vách ngăn cách, hãy lắp đặt nó nào. Vách này được dùng để ngăn cách các nhân viên cảnh sát và những người bị bắt ngồi ở hàng ghế sau. Đây là những bộ phận điều khiển của một chiếc xe hơi. Chúng bao gồm vô lăng, bàn đạp, hộp số và bảng đồng hồ. Hãy lắp đặt chúng vào xe nào. Tài xế cần những bộ phận này để điều khiển xa. Và giờ ta cần lắp thân xe. Thân xe là bộ phận bên ngoài của xe được gắn vào khung. Đến lúc lắp đặt đèn pha và đèn chiếu hậu rồi. Đèn chiếu sáng con đường khi trời tối. Ngoài ra, còn có đèn đặc biệt hiển thị hướng rẽ của xe. Khi ta bật đèn, các tài xế khác có thể nhìn thấy xe của ta lúc trời tối. Đây là đèn nháy, nhưng tên chính xác của nó là đèn khẩn cấp. Hãy cùng lắp vào xe nào. Đèn khẩn cấp thu hút sự chú ý và cho những tài xế khác biết rằng họ cần nhường đường cho xe có đèn khẩn cấp. Tuyệt vời! Hãy tìm hiểu về cấu trúc xe cứu hỏa và lắp ráp xe nhé. Đầu tiên, hãy lắp khung xe. Đây là bộ phận cơ bản của một chiếc xe. Khung xe sẽ hỗ trợ các bộ phận khác. Khung gầm bao gồm bánh xe, hệ thống lò xo và phanh. Hãy cùng lắp vào xe nào. Cần có các bánh xe giúp xe chuyển động trên đường. Hệ thống giảm sốc giúp cho xe không bị lắc và phanh được dùng để dừng xe. Đây là động cơ, hãy lắp đặt nó nào. Động cơ xoay bánh xe để xe có thể di chuyển. Giờ hãy lắp đặt pin. Pin giúp bạn khởi động xe và cung cấp năng lượng cho đèn, bộ điều khiển và các hệ thống khác. Giờ hãy lắp bình xăng. Bình xăng chứa xăng xe hoặc nhiên liệu khác. Đây là những bộ phận điều khiển của một chiếc xe hơi. Chúng bao gồm vô lăng, bàn đạp, hộp số và bảng đồng hồ. Hãy lắp đặt chúng vào xe nào. Tài xế cần những bộ phận này để điều khiển xa. Hãy lắp đặt nội thất xe nào. Các chú lính cứu hỏa ngồi bên trong xe. Giờ hãy cùng lắp cabin. Cabin là một bộ phận riêng của xe. Tài xế xe sẽ ngồi trong cabin. Lắp đèn pha.
sáng con đường khi trời tối. Ngoài ra, còn có đèn đặc biệt hiển thị hướng rẽ của xe. Khi ta bật đèn, các tài xế khác có thể nhìn thấy xe của ta lúc trời tối. Đây là đèn nháy, nhưng tên chính xác của nó là đèn khẩn cấp. Hãy cùng lắp vào xe nào! Đèn khẩn cấp thu hút sự chú ý và cho những tài xế khác biết rằng họ cần nhường đường cho xe có đèn khẩn cấp. Và giờ ta cần lắp máy bơm chữa cháy. Máy bơm chữa cháy vận chuyển nước từ bể chứa đến vòi rồng của xe cứu hỏa. Đây là bình nước, hãy lắp bình vào đúng chỗ. Bình nước được dùng để chở nước trên xe cứu hỏa. Và giờ ta cần lắp thân xe. Thân xe là bộ phận bên ngoài của xe được gắn vào khung. Hãy lắp đặt các thiết bị chữa cháy. Các thiết bị chữa cháy là một bộ công cụ đặc biệt dùng để chữa cháy. Đây là vòi phun nước, hãy lắp đặt nó. Đây là thiết bị dùng để dẫn nước vào ngọn lửa cần dập. Xong!